Nam Hàn đề xuất đàm phán Kim Song với Bắc Hàn tin từ Hán Thành. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Hàn Ryo Ki-ji đề xuất vòng đàm phán cuối cùng về việc mở lại khu công nghiệp Kim Song, kêu gọi Bắc Hàn thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc đóng cửa lại xảy ra trong tương lai. Trong một tuyên bố, ông Ryo Ki-ji cho biết đề xuất sẽ được thực hiện tại làng đình chiến Jamunjom vào ngày mai. Ông nói thêm cuộc đàm phán đề xuất là phù hợp với các cuộc làm việc cấp chuyên viên được tổ chức trong vài tuần qua. Đề xuất được đưa ra sau khi Nam Hàn và Bắc Hàn đổ lỗi lẫn nhau về việc đóng cửa sau 6 vòng đàm phán về khu công nghiệp Kim Song bị đổ vỡ. Hai bên không thể đồng ý được về những biện pháp để ngăn chặn việc đóng cửa tái diễn. Ông Ryo tuyên bố là Nam Hàn sẽ thông qua viện trợ nhân đạo của các tổ chức tư nhân cho Bắc Hàn. Khu công nghiệp chung Kim Song, biểu tượng của sự hòa giải hai miền Nam và Bắc Hàn, đã ngừng hoạt động hơn 3 tháng qua sau khi Bắc Hàn rút toàn bộ 53.000 công nhân ra khỏi các nhà máy của Nam Hàn tại đây nhằm để phản đối cuộc tập trận hàng năm giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ.